Chào toàn thể các bác làm thợ đánh chim đêm nha. Ngày hôm nay thì em xin chia sẻ cho các bác mới chơi là cách bẫy chim rẽ run hiệu quả nhất bằng lưới tàng hình. Để bẫy con chim rẽ run hiệu quả nhất thì những cái yếu tố quan trọng đầu tiên là bàn này, cái thứ hai nữa là các bác chọn âm ly và loa, và cái thứ ba nữa là chúng ta sẽ chọn lưới, và quan trọng nữa là chúng ta sẽ có một cái bản tiếng chuẩn để chúng ta đánh các bạn. Đấy, đầu tiên thì bàn thì quay cho các bác xem này. Về con chim di cư đa số là nó sẽ thích ở về cái mặt nước, cái thứ hai là nó có cái cỏ. Đấy, cỏ thì chúng ta có thể phát đi cho nó mục cỏ này, con chim nó thích xuống. Rẽ run này thì cái thời điểm nó di cư và nó bay mạnh và anh em đánh được nhiều. Cái thứ nhất là về cái thời tiết âm u trời mưa thì nó sẽ đi cả ngày, và cái thứ hai nữa là nó sẽ đi vào lúc sẩm tối này, sẩm chiều tối. Cái thứ ba nữa là nó sẽ đi vào trong cái giai đoạn là lúc sáng sớm. Đấy, thì trong ba cái giai đoạn đó thì các bác đánh, ví dụ hôm nào trời thời tiết nắng thì các bác bật lên thì nhiều khi nó không được đâu. Ví dụ như hiện tại thời tiết đang mưa kiểu đánh rất là thích này. Đấy, bàn thì đối với một bàn đánh đẹp ấy, thì thường thường là nó sẽ dao động từ 300 mét lưới ở lên. Đấy, nhiều bác đánh hàng nghìn mét thì nó sẽ hiệu quả hơn. Đấy, bàn đánh thì các bác lưu ý là cái khu vực các bác muốn cho con chim xuống nó phải có nước này. Đấy, và cái thứ hai nữa là có cỏ mục. Đấy, chúng ta sẽ sử dụng cái thứ nhất là thuốc hóa học, đó là thuốc trừ cỏ chúng ta phun. Cái thứ hai nữa là chúng ta có thể là sử dụng cái máy cắt, chúng ta sẽ cắt phạt bàn đi để chim xuống. Ví dụ như một cái bàn bỏ không, bãi đất bỏ không như thế này. Đấy, bác nào mà có máy ừa, máy cày thì các bác cày lên thành rãnh một, luống một, luống một. Đấy, đánh thì nó tốn ít lưới. Và cái thứ hai nữa là con chim nó rất là chim. Đấy, đấy là về bàn nhé, các bác chọn bàn. Đấy, bắt buộc là phải có nguồn nước và có điểm sạch, điểm cho chim chúi. Đấy, điểm cho chim chúi thì đây là những cái bãi cỏ nó bớt lại này. Con chim nó về thường thường là nó sẽ ăn ngủ nghỉ ở bãi. Đấy, thì khi nó bay trên trời nghe thấy tiếng thì nó sẽ xuống. Còn cái thứ hai nữa là lưới để các bác đánh này. Lưới đánh thì trên thị trường là sẽ bán hai loại lưới các bác. Một là loại lưới sợi 13 và hai là loại lưới sợi 15. Đấy, và có mắt 7, mắt 8 thì thường thường thì anh em thợ là sẽ sử dụng đánh mắt 8 thì nó sẽ thoáng mắt hơn và nó đóng con chim tốt hơn. Ở lưới 8 phân này thì anh em theo em ấy thì anh em nên chọn cho mình là sợi 15 thì đánh nó bền sợi, và cái thứ hai gỡ con chim rất là dễ các bác. Gỡ con chim nó nhanh, nó dễ lắm. Đây. Đó. Đấy là về lưới nhá. Và lưới thì anh em chỉ cần chơi cái khẩu 75 mét, 75 mắt thôi. Đấy, chiều cao là 75 mắt và cơ sở làm lưới người ta sẽ làm cho anh em là 4 diềm, 3 túi. 4 diềm, 3 túi đánh là ok rồi. 15 con. Kia còn một con không gỡ à? Được. Nhìn thấy không? Hôm nay làm 20 rẽ rồi này đấy. Yeah. Ấm cười phi phí. Đấy, còn loa đài đánh rẽ này các bạn này. Loa đài đánh rẽ thì tùy từng loại rẽ di cư nhé. Đấy, thì rẽ di cư thì ví dụ rẽ đàn này các bác đánh loa check kèn cho em. Đấy, đánh loa check kèn. Và rẽ đuôi xòe thì có thể là đánh một kèn, một loa bát nhôm. Đấy, còn âm ly thì các bác cứ sử dụng con âm ly 263 thì nó không kén đầu. Cái thứ hai nữa chúng ta chỉnh tiếng nó sẽ ok hơn đấy các bác. Thời tiết thì đang mưa thì hôm nay được cần này thôi. Đấy, để đánh được con rẽ run hiệu quả so với cái tầm này. Đấy, ở trong cái vụ tháng 3 thì cái yếu tố quan trọng là các bác phải lựa được cái bãi chim nó chịu. Đấy, ví dụ như em chia sẻ. Đấy, thứ hai nữa là các bác chọn được lưới, chọn được loa đài, chọn được âm ly, thẻ tiếng chuẩn. Đấy là các bác đánh. Còn cái tiếng rẽ run ấy thì nó trôi nổi rất là nhiều, nhưng đây là cái bản rẽ của bác Lê Lợi. Đấy, bác Lê Lợi ở hình như Thanh Hóa này. Rẽ 8 từ ngày xưa đến giờ đánh vẫn rất là ăn chim. Đấy thì sĩ số lỗ hôm nay thì cũng được tầm khoảng 20 rồi. Ok các bác nhé. Đấy, quay chia sẻ cho các bác cách chọn bản đánh rẽ đấy. Rồi chào các bác đây.